nguy cơ bài học ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của tự nhiên khu vực Mỹ Latin. Đây là một khu vực có diện tích khoảng 20 triệu mét vuông và số dân hiện nay là 652 triệu người. Vậy thì để biết được đặc điểm tự nhiên của Mỹ Latin như thế nào thì chúng ta sẽ đến với phần 1 để xác định vị địa lý, phạm vi lãnh thổ của khu vực Mỹ Latin. Quan sát được độ cong thế giới thì chúng ta sẽ thấy toàn bộ phần màu xanh này, đây là bộ phận của khu vực Mỹ Latin. Mỹ Latin sẽ bao gồm toàn bộ quốc gia Mexico, vùng biển Caribe, eo đất Mỹ và toàn bộ phần lục địa Nam Mỹ. Phải nói rằng đây là một cái khu vực mà có cái phạm vi lãnh thổ rất là rộng lớn. Thứ hai, quan sát trên một tự nhiên thì chúng ta cũng có thể thấy rằng đây là một cái khu vực mà trải dài từ khoảng 33 độ Bắc đến 50 độ Nam. Với cái vị trí như vậy á, thì đây là một khu vực nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây, và vị trí tiếp giáp của nó thì giáp với các đại dương lớn, cụ thể là ở phía đông, đông nam giáp với Đại Tây Dương, phía giáp với Thái Bình Dương và phía nam thì giáp với Nam Đại Dương. Đặc biệt khu vực Mỹ Latin có một thung đảo Panama, đây là thung đảo mà có vị trí rất là quan trọng, tác động rất là nhiều đến giao thông vận tải biển của thế giới, cũng như là từ đó tác động đến nền kinh tế của các nước trên thế giới. Chúng ta sẽ đến với phần nội dung quan trọng trong bài học ngày hôm nay, đó là phần điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Mỹ Latin. Từ đó thì mình sẽ đánh giá được tự nhiên tác động như thế nào đến kinh tế của khu vực. Và ở trong phần nội dung này thì các em hãy sử dụng cho tôi hình 6.1 cái 23, đó là bản đồ tự nhiên của Mỹ Latin, để chúng ta sẽ phân các yếu tố tự nhiên ở đây. Thứ nhất là phần địa hình đất đai. Địa hình thì chúng ta sẽ quan sát lại khu giải với các phần màu màu càng đậm thì địa hình càng cao. Vậy thì khi mà quan sát trên lục đồ này, chúng ta sẽ thấy là ở phía tây khu vực Mỹ Latin thì đây là một vùng đất mà có rất là nhiều miền quốc gia, ví dụ như là Guyana nè. Và địa hình thì bị chia khá là mạnh. Và với những cái đặc điểm như thế này thì vùng phía tây là một cái vùng mà rất là khó khăn với việc sản xuất, giao thông, và bên cạnh đó thì nó sẽ ngăn cản những cái ảnh hưởng biển và trong đất liền. Và đây cũng là cái vùng mà khiến cho khu vực này ảnh hưởng của rất là nhiều thiên tai, ví dụ như là bão, lũ. Bên cạnh đó, ở phía đông thì chúng ta sẽ thấy này, cái màu nó thấp hơn. Phía đông đây là miền núi thấp, có các sơn nguyên và có các đồng bằng, ví dụ như là sơn nguyên Brazil, sơn nguyên Guyana. Đồng bằng thì mình sẽ thấy nè, đồng bằng La Nốt nè, đồng bằng Amazon, đồng bằng La Plata. Vậy thì với đặc điểm như vậy á, thì phần địa hình thấp dần ở phía đông thì đây là cái nơi mà tạo điều kiện cho người dân có thể là phát triển được nông nghiệp thuận lợi hơn, cũng như là thuận lợi cho việc sinh sống. Đất đai thì ở khu vực Mỹ Latin cũng có hai nhóm đất. Thứ nhất là đất Phenolic, được hình thành từ dung nham núi lửa. Thứ hai là đất phù sa. Và với cái việc đa dạng đất đai như vậy thì đây là một cái khu vực thuận lợi về trồng trọt cũng như là chăn nuôi gia súc. Chúng ta đến với hai, đó là khí hậu. Vậy thì với vị trí địa lý cũng như là cái hệ tọa độ của mình từ hơn 30 độ đến 50 độ như vậy á, giáp với các đại dương thì đây là một khu vực có sự phân hóa khí hậu rất là đa dạng, nhưng mà chủ yếu thì nó vẫn là mang tính chất nóng ẩm. Ví dụ như là ở phía tây đồng bằng Amazon thì chúng ta sẽ thấy là đây là khu vực có khí hậu xích đạo. Cận xích đạo sẽ là ở phía bắc khu vực Nam Mỹ, đây đến đây sẽ là cận xích đạo. Và khu vực Trung Mỹ thì chúng ta sẽ thấy là có quần đảo khu vực Trung Mỹ với lại quần đảo Caribe thì chúng ta sẽ thấy là có khí hậu nhiệt đới, và ở khu vực phía Nam thì sẽ có khí hậu cận nhiệt. Bên cạnh đó thì ở những cái vùng núi cao ở đây á, thì nó sẽ có những cái kiểu khí hậu núi cao tương ứng với cái hệ tọa độ. Vậy thì cái việc mà khí hậu đa dạng như vậy á, thì sẽ tạo điều kiện cho khu vực Mỹ Latin sẽ có tự nhiên đa dạng. Thứ
ba là sông hồ. Và quan sát lục đồ tự nhiên thì chúng ta cũng có thể thấy rằng đây là một cái khu vực có rất là nhiều sông lớn. Phải kể tên đó là sông Amazon, rồi sông Orinoco. Và với những cái con sông này thì thuận lợi cho khu vực có thể phát triển về giao thông, thủy điện, nước tưới cũng như là phát triển về du lịch. Còn hồ thì ở đây có nhiều hồ, đó là hồ kiến tạo. Ví dụ như là hồ kiến tạo là hồ núi lửa, ví dụ như là các hồ như là hồ Nicaragua, Titicaca, vân vân. Thì bên cạnh đó, những cái tác động thuận lợi của sông và hồ mang lại cho khu vực, thì bên cạnh đó thì đây cũng là những cái nơi mà bên chúng ở khu vực thường xuyên diễn ra bão và lũ. Đặc điểm thứ tư là sinh vật với cái khí hậu đa dạng, chủ yếu là mang tính chất nóng ẩm, thì sinh vật của vùng cũng rất là đa dạng. Và khi mà quan sát trên bản chú giải thì chúng ta cũng sẽ thấy là ở đây có mặt của các loại rừng như là rừng nhiệt đới, rừng cận nhiệt đới, savan và rừng thưa, thảo nguyên. Và trong đó thì chúng ta sẽ kể đến đó là rừng Amazon, được xem là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất, được mệnh danh là lá phổi xanh của trái đất. Và bên cạnh đó thì hệ động vật ở đây cũng rất là đa dạng, như là cá sấu, lạc đà Nam Mỹ, vân vân. Và rừng thì mang lại ý nghĩa rất là to lớn, đó là cung cấp lâm sản, dược liệu, điều hòa khí hậu, đa dạng sinh học. Tuy nhiên hiện nay thì ở khu vực Mỹ Latin, diện tích rừng đang bị suy giảm do người dân khai phá lấy gỗ, đất canh tác cũng như là đường giao thông. Thứ năm là khoáng sản. Ở đây thì là một khu vực có đặc điểm khoáng sản rất là đa dạng. Và chúng ta có thể thấy rằng ví dụ như là khoáng sản như là sắt nè. Ở phía đông thì có sắt nè. Rồi đặc biệt là kênh trên các sông nguyên hay là sắt, có dầu mỏ, có vàng và có các loại kim loại quý. Vậy thì với sự phân bố khoáng sản đa dạng như vậy, trữ lượng lớn thì sẽ tạo điều kiện cho khu vực Mỹ Latin phát triển một cái nền công nghiệp đa dạng về cơ cấu ngành, vì đây là những cái nguồn nguyên liệu cực kỳ quý giá để khu vực phát triển nền kinh tế công nghiệp. Tuy nhiên hiện nay thì việc khai thác quá mức thì dẫn đến cái khoáng sản thì đang dần cạn kiệt, và cũng như việc phân bố khoáng sản ở sơn nguyên và núi thì nó cũng hạn chế, gây khó khăn trong cái việc người dân người ta đi khai thác. Biển thì như từ ngay ban đầu thì chúng ta đã thấy đây là một khu vực giáp với rất là nhiều đại dương, đặc đó là Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Nam Đại Dương. Thì việc giáp biển như vậy thì nó sẽ tạo điều kiện cho các khối khí biển xâm nhập vào trong đất liền, đặc biệt đó là ở phía đông. Và bên cạnh đó thì biển cũng là một trong những cái nguồn mà mang lại nhiều loại thủy sản đến khu vực, cũng như phát triển về du lịch, phát triển về giao thông vận tải biển. Và khi đến với Mỹ Latin thì chúng ta sẽ đến với quần đảo Galapagos. Và đây là một cái quần đảo mà được UNESCO đưa vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới. Hoặc là sông băng Perito Moreno, thác nước Angel và đặc biệt đó là rừng núi Amazon. Vậy thì bài học ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.